Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4 tập 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 158, ôn tập về biểu đồ, trang 90. Bài số 1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số hình của 4 tổ đã cắt được là tổ 1. Đó, đây là cái hàng đầu tiên của tổ 1. Được không? Tổ 2 là đây là cái hàng đầu tiên của tổ 2. Tổ 3 là cái hàng thứ 3. Tổ 4 là cái hàng cuối cùng. Được. Như vậy câu A, cả 4 tổ cắt được. Câu A 3 hình. Câu B 14 hình. Câu C 10 hình. Và chúng ta xem tổ 1 bao nhiêu hình đây. Chúng ta không phân biệt nha. Không phân biệt được là hình nào ha. Đối với câu A không phân biệt, không cần quan tâm. Giờ là tổ 1 bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Đó. Như vậy cái này là 4 nè. Được không? 4 hình. Rồi tổ này bao nhiêu? 1, 2, 3. Tổ 2 có 3. Tổ 3 bao nhiêu? 1, 2, 3. 3. Tổ bóng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. 4. Nè. Các bạn ngay chỗ này chúng ta cộng lại. 4 cộng 3 7. 3 ta cộng cho 7. 7 14 à, cộng B. Cộng hết tất cả này lại nha. Cộng lại. Câu B, tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2 à. Một hình. B là hai hình tam giác. Câu C là hai hình vuông. Như vậy chúng ta xem tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2. Tổ 1 đâu? 1, 2, 3, 4 nha. Tổ 2 là 1, 2, 3. Vậy nhiều hơn 1 hình là đúng rồi đấy. Này là 4 hình, cái này có 3 hình. Nhưng mà người ta họ nói chỗ này là 2 hình tam giác. Chúng ta xem 2 hình tam giác không phải. Tại vì tổ 1 đâu có các hình tam giác đâu. Không có các hình tam giác. Được không? Không có hình tam giác. Tổ 1 không có hình tam giác. Mà nhiều hơn 2 hình tam giác là sai. Được không? Sai. Hai hình vuông, cái này là hai hình vuông, dưới cũng có một hình vuông, vậy là không đúng. Giờ chỉ có một hình thôi, một hình là hình chung. Câu C, tổ 2 cắt được nhiều hình tam giác nhất. Câu B, nhiều hình chữ nhật nhất. Tổ 2 là bao nhiêu đây? Tổ 2 là có 3 hình, có hai hình tam giác và một hình vuông. Và chúng ta xem thử coi so với hình về tam giác được. So về hình tam giác, tam giác là bên này có một hình, có một hình. Còn tổ 1 thì không có. Tổ 2 là đúng là có nhiều hình tam giác nhất, tại vì cắt tới hai hình. Được không? Câu này. Qua trang tiếp theo. Một cửa hàng trong tháng 10 bán được là 3.250 mét vải. Tháng 11 bán được là 2.500 mét vải. Và tháng 12 là bán được là 3.500 mét vải. Hỏi viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây. Số mét vải cửa hàng bán được trong 3 tháng. Rồi, như vậy thì chúng ta xem lại nè. Tháng 10, tháng 11, tháng 12. Rồi, tháng 10 là 3.250. Cái chỗ nào là thể hiện là 3.250 đâu? 3.250. Đây. À. Đây là thể hiện này. Ngay chỗ này là 3.000 tới 3.500. Thì cái con số này nó nằm ở giữa giữa. À, nằm ở giữa giữa thì nó là 3.000 nè. 3.250. Và tương ứng với lại tháng 10. Chúng ta xuống này chúng ta ghi là tháng 10. Được không? Rồi tháng này thì có 2.500. Đây 2.500. 2.500 là của này. 2.500 là của tháng 11. Đây là 2.500 của tháng 11.
Rồi. Nhớ nha, cái cột đứng này này là mét này, mét. À, còn cái ngang là tháng nha. Chỗ này là chắc chắn nó còn lại là tháng 12 chứ không đi đâu hết. À. Tháng 12. À, tháng 12 ngay chỗ này là gì? 3.500. À, đúng luôn 3.500 luôn. 3.500. Nào. Rồi bài ra số 2 có bấy nhiêu thôi. À, đơn giản. Bài số 3. Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau. Số lớp 1 của trường tiểu học Hòa Bình. Chúng ta xem sơ ha. Tại vì cái lời giải thì nó là qua bên kia. Thì chúng ta xem sơ cái biểu đồ. Đây là cái cột này là số lớp. Bên này là năm học. Nè, năm học bên này. Như vậy là năm 2010-2011 là 6 lớp. 2011-2012 là có 5 lớp. 2012-2013 là có 7 lớp. 2013-2014 là có 6 lớp. Nè, ngay chỗ này này. Đó. Yeah. Rồi, chúng ta xem qua trang. Câu A. Số lớp 1 của trường tiểu học Hòa Bình năm 2012 đến năm 2013 nhiều hơn năm 2010 đến 2011 là bao nhiêu? Đây, câu A. Số lớp 1 năm 2012 2013 nhiều hơn năm 2010 2011 là ra. Chúng ta xem lại cái biểu đồ. Này là 212 đến 23, cái này là 20 tới 21. Nào. 20 tới 21 là 6 lớp. Nè. 22 tới 23, 22 tới 23 là 7 lớp. Rồi. Như vậy là 7 lớp ta trừ 1 lớp là ta trừ 6 lớp là còn 1 lớp. Nè. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 7 ta trừ cho 6 là bằng 1 lớp. Câu B. Năm học 2013-2014 mỗi lớp 1 có 30 học sinh. Hỏi trong năm đó trường tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp 1? À. Như vậy chúng ta xem là năm 2013-2014 là mỗi lớp thì có 30 học sinh. Chúng ta xem năm 2013-2014 à, mà mỗi lớp là có 30 học sinh mà chúng ta sẽ có 6 lớp. 6 x 3 là 108, được không? Này, 6 lớp. Năm 2013-2014. Được không? Rồi, chúng ta tiếp theo. Số học sinh. Năm 2013-2014 có là. Như vậy trong đó là có 6 lớp, rồi, có 6 lớp mà mỗi lớp là 30 bằng 180 học sinh. Chưa?
Tiếp theo câu C. Năm học 2011-2012, mẫu lớp 1 thì có 30-15 học sinh. Hỏi năm học đó trường có ít hơn năm 2013-14 là bao nhiêu học sinh? 2013-14 thì chúng ta có 108. Được. Giờ chúng ta sẽ đi tính coi số học sinh năm 2011, năm 2012 có là. Số học sinh năm 2011, 2012 có là. Như vậy là 35 học sinh một lớp, mà chúng ta xem ở năm 2011, 2012 là có bao nhiêu lớp. Lật qua, chúng ta xem. 2011 tới 2012 là có 5 lớp. Được. Mà mỗi lớp là 35 học sinh. Được. 2011, 12, 5 lớp. Như vậy chúng ta sẽ lấy 35 chúng ta nhân cho 5. Được. 5, 5, 25 viết 5 ta nhớ 2. 5 lần 3, 15. 15 với 2 là 17 học sinh. Rồi. Như vậy là chúng ta tính tiếp là số học sinh năm 2011, 12 ít hơn năm 2013, 14 là. Số học sinh năm 2011, 2012 ít hơn năm 2013, 2014 là. Như vậy ta lấy 108, ta trừ cho 175 bằng có 5 bạn à. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Thank you.